từ cậu bé Nam Phi đến tỷ phú tiên phong chinh phục vũ trụ. Hôm nay, Aristino Academy sẽ đưa bạn đi tìm hiểu về cuộc đời tỷ phú nổi tiếng thế giới, Elon Musk. Sinh ra tại Pretoria, Nam Phi năm 1971, Elon Musk bộc lộ trí thông minh ngay từ nhỏ. Cậu bé sớm đam mê máy tính và lập trình, tự học lập trình khi mới 10 tuổi. Năm 12 tuổi, Elon đã bán mã nguồn trò chơi điện tử đầu tiên của mình, Blastar, kiếm được 500 USD. Thành công này khơi dậy niềm đam mê khởi nghiệp trong cậu bé. Năm 17 tuổi, Elon chuyển đến Canada cùng mẹ và em trai. Tại đây, ông theo học ngành vật lý tại Đại học Queen's, nhưng sau đó chuyển đến Đại học Pennsylvania để theo đuổi ngành kinh doanh và vật lý. Nhận ra tiềm năng to lớn của Internet, Elon quyết định theo đuổi con đường kinh doanh. Năm 1995, ông chuyển đến California để theo học chương trình tiến sĩ về vật lý ứng dụng tại Đại học Stanford. Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày, Elon đã bỏ học để theo đuổi ước mơ chinh phục Internet. Khởi nghiệp đầy thành công. Năm 1999, Elon đồng sáng lập X.com, một công ty dịch vụ tài chính trực tuyến. Sau đó, X.com sáp nhập với Confinity để trở thành PayPal, chuyên cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến. Năm 2002, eBay mua lại PayPal với giá 1,5 tỷ USD, giúp Elon trở thành triệu phú ở tuổi 31. Thành công này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của ông. Với tầm nhìn xa và tinh thần khởi nghiệp mãnh liệt, Elon không ngừng theo đuổi những dự án táo bạo, đặt mục tiêu thay đổi thế giới. Với SpaceX, ước mơ đưa con người lên sao hỏa thôi thúc Elon thành lập SpaceX vào năm 2002. SpaceX trở thành công ty tư nhân đầu tiên phóng thành công tên lửa, đưa tàu vũ trụ vào quỹ đạo trái đất và cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho trạm vũ trụ quốc tế. Với Tesla, mang sứ mệnh thúc đẩy của cách mạng giao thông và năng lượng bền vững, Elon gia nhập Tesla Motor Inc, nay là Tesla Inc, vào năm 2004 với vai trò nhà đầu tư thiên thần và trở thành CEO vào năm 2008. Tesla chuyên sản xuất xe điện hiệu suất cao và pin năng lượng mặt trời, góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Với SolarCity, năm 2006, Elon thành lập SolarCity, công ty cung cấp dịch vụ lắp đặt pin năng lượng mặt trời. Năm 2016, Tesla mua lại SolarCity với giá 2,6 tỷ USD, mở rộng hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Với The Boring Company, vấn đề tắc nghẽn giao thông thôi thúc Elon thành lập The Boring Company vào năm 2016 với mục tiêu xây dựng hệ thống đường hầm ngầm để giải quyết vấn đề. Với Neuralink, nhìn nhận tiềm năng to lớn của trí tuệ nhân tạo, Elon đồng sáng lập Neuralink vào năm 2016. Neuralink nghiên cứu phát triển giao diện não máy tính nhằm kết nối bộ não con người với máy tính, mở ra khả năng điều khiển máy móc bằng suy nghĩ và chữa trị các bệnh về thần kinh. Với OpenAI, quan tâm đến sự phát triển an toàn của trí tuệ nhân tạo, Elon đồng sáng lập OpenAI vào năm 2015. OpenAI là tổ chức phi lợi nhuận nghiên cứu trí tuệ nhân tạo an toàn cho nhân loại. Elon Musk được xem là một trong những doanh nhân và nhà đổi mới vi dường nhất thế giới. Ông đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên toàn cầu với những dự án táo bạo và tầm nhìn xa cho tương lai. Tuy nhiên, Elon cũng là nhân vật gây tranh cãi với những phát ngôn và hành động gây phẫn nộ. Dù vậy, không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng to lớn của Elon Musk trong các lĩnh vực công nghệ, năng lượng, giao thông và thám hiểm vũ trụ. Ông là biểu tượng cho tinh thần khởi nghiệp, đổi mới và dám nghĩ dám làm. Elon Musk là một nhân vật phi thường với những thành tựu phi thường. Ông đã thay đổi thế giới theo nhiều cách và còn hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến nhiều điều mới.